Chú bình tĩnh, anh có tiền anh sẽ trả chú ha. Anh đừng làm vậy anh Cường, anh đứng lên trước đi. Nhưng mà chú bình tĩnh nha. Tôi hỏi anh chứ bây giờ anh trốn ở đâu? Tôi tìm anh hơi cực luôn đó. Anh thuê xe bên tôi, tiền anh không trả, anh cũng không nói tiếng nào luôn, làm sao? Chú bình tĩnh đi. Anh hứa là anh trả tiền cho chú chứ phải anh giật đâu mà chú sợ. Anh Cường à, tôi đã nhân nhượng cho anh rất là nhiều lần rồi. Anh nhìn đi, bởi giờ sếp tôi muốn đi đâu cũng không có xe để đi. Anh thuê xe bên tôi, anh hứa đúng ngày anh sẽ trả. Mà bây giờ anh tính quỵt hả? Sáng giờ anh dẫn tôi đi rất là nhiều nơi rồi. Anh tính dắt tôi tới chừng nào nữa hả? Chú hiểu lầm rồi, anh là anh không có giật gì hết á. Rồi bây giờ nè, đợi xíu anh điện người đem tiền ra trả cho chú. Không có bao nhiêu hết. Mà anh cầm xe anh trốn bữa giờ luôn. Tôi nói thiệt cho anh biết nha, xe này không phải là xe của tôi, xe của công ty. Nhưng mà anh thuê xe thì anh phải có trách nhiệm với nó. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, anh gọi người đem tiền lên. Tôi còn chở sếp tôi về công ty nữa. Chú bình tĩnh đi, anh điện không được đây nè. Chứ đâu phải là anh không điện đâu. Sao kỳ không bắt máy ta. Rồi thôi bây giờ chú chở anh về nhà đi, anh lấy tiền trả cho chú. Bây giờ tôi không đi đâu hết, tôi cũng không nói nhiều với anh nữa. Bây giờ tôi với anh sẽ đứng đây cho tới khi nào anh gọi được người đem tiền lên thì thôi. Chú làm vậy là chú làm khó anh quá. Ủa Tinh, làm gì giờ này còn đứng đây? Xe đâu? Dạ anh An, anh này là khách thuê xe bên mình. Nhưng mà 10 ngày nay anh không trả đồng bạc cho hết. Xe cũng không trả luôn. À, anh thuê xe bên tôi hả? Chú cứ bình tĩnh. Anh biết là anh có lỗi, nhưng mà chú nói với em này nè, là cho anh thư thả vài bữa đi, rồi chút xíu có tiền trả chứ anh đâu có giật đâu. Ờ thì cái này anh làm việc ở cấp dưới của tôi thì anh cứ làm việc đi. Nhưng mà anh nhớ đúng hẹn, trả xe, trả tiền giùm tôi là được. Alo. Ờ. Rồi, anh tới liền. Chú cứ bình tĩnh. Bây giờ anh có việc gấp rồi. Bây giờ anh chở ba anh đi bệnh viện. Mà bây giờ không có xe. Thôi bây giờ cho anh mượn chiếc xe thêm một ngày nữa đi. Rồi ngày mai anh trả xe trả tiền luôn. Ờ thì nếu như anh mượn thêm ngày hôm nay thì anh trả thêm tiền ngày hôm nay thôi. Nhưng mà đúng ngày mai anh trả xe và trả tiền thêm ngày hôm nay nữa nha. Nhất trí luôn. Bình tĩnh lại, mặt căng quá. Vậy giờ xe đâu đi anh? Thì công ty còn xe mà, lấy xe khác mà đi. Mà nãy giờ có ai mất bình tĩnh không ta? Dạ, sếp cho gọi em. Ờ, coi chuẩn bị xe đưa anh qua gặp đối tác nè. Ờ, dạ anh ơi, anh nói anh chưa trả xe nữa. Cái gì? Ủa cái gì giờ này mấy giờ rồi còn chưa trả xe? Em coi liên hệ em, anh nói kêu đưa xe qua cho mình đi. Em có gọi rồi nhưng mà anh nó không bắt máy. Ôi đất ơi. Rồi cái người khách này quen không? Dạ, nghe đâu anh ta là chủ tịch của một công ty gì đó. Mấy lần trước tới thuê xe của mình á, lúc trả tiền còn cho thêm tiền bo anh em mình nữa. Nên em cũng nghĩ là người có tiền. Nhưng mà không biết sao á, dạo gần đây tới thuê xe 10 ngày nay không trả đồng bạc nữa hết. Xe cũng không trả luôn. Rồi em có để ý coi cái người khách này có ý định muốn chiếm đoạt tài sản hay sao không? Nhưng mà em không nghĩ vậy đâu. Tại vì theo em coi trên định vị á, thì xe chạy vòng vòng trong thành phố mà, không đi đâu xa á. Vậy thì mở định vị lên coi xe ở đâu, đi bên đó nói chuyện. Chứ em thấy chuyện này không ổn đâu. Dạ em đi liền. Đi. Sao? Thì giờ thấy vui không? Vui. Mà anh hỏi á, chắc anh phải đánh xe đi bảo dưỡng quá. Chứ hết hạn rồi. Tự nhiên đi đánh xe bảo dưỡng giờ này. Ngày mai em có hẹn cà phê với bạn rồi, anh phải lấy xe chở em đi. Nè, từ nãy giờ trong quán ăn á, em cứ thấy ai gọi điện cho anh hoài mà sao anh không bắt máy? Hay là anh có gì lừa dối em đúng không? Em khùng quá, anh chỉ có một mình em thôi à. Cái này á là thằng tài xế anh nó gọi á, là kêu đi đánh xe đi bảo dưỡng á. Anh coi chừng nha, anh mà lừa dối em á là không xong với em đâu. Biết rồi mà. Mà nè, cho tụi em đi làm tóc đi, tóc em cũng hối trơn rồi. Hồi sáng anh đi anh không có rút tiền. Thôi bây giờ em cứ qua bển em làm đi. Rồi trưa anh chạy qua anh đón nhiêu tiền anh trả. Thiệt hả? Cảm ơn anh yêu nha. Anh tưởng thấy rồi. Các chú cứ bình tĩnh. Thôi em đi trước đi em. Đi. Cô đứng yên đó, không cần đi đâu đâu. Anh Cường, tại sao tôi đã cho anh nhiều cơ hội rồi mà anh không đem xe đem tiền qua trả cho tụi tôi vậy hả? Các chú cứ bình tĩnh ha. Có cái gì á mình về công ty xong mình giải quyết. Tôi không nhân nhượng anh nữa đâu nha anh Cường. Đừng để tôi làm lớn cái chuyện này lên nha. Từ từ, các chú cứ từ từ. Mình về công ty mình giải quyết ha. Bình tĩnh.
Ủa chuyện gì anh? Ảnh là khách hàng, ảnh giỡn thôi, giỡn không có gì hết á. Thôi mình đi trước, đi. Ủa sao cho nó đi dễ vậy sao? Thì phải để nó đi mới biết nó để xe ở đâu chứ. Với lại tới nước này rồi mà nó còn lấy le, nó còn làm màu với bạn gái nữa. Thôi đi theo. Bố đã coi, đau tay muốn chết nè. Anh xin lỗi. Nó bắt như mới về xe đâu không đi, tự nhiên bắt em chạy bộ theo anh vậy? Tại vì mấy thằng đó nó làm phiền anh, nó đòi làm ăn với anh mà anh đâu có ký hợp đồng đâu. Thôi bây giờ em bắt taxi về trước đi ha. Anh Cường, bây giờ rốt cuộc là anh có trả xe cho tụi tôi hay không? Sao anh cứ dắt đi vòng vòng hoài vậy hả? Nè nha, người yêu tôi không nói gì á, chứ tôi là tôi không có hiền đâu nha. Người yêu tôi nó nói là không muốn hợp tác nè, sao mấy người cứ đeo bám hoài vậy hả? Cơ bộ anh ta thao túng tâm lý cô cũng tốt quá ha. Thao túng cái đầu của anh á. À Barbie, Barbie về trước đi, chuyện này để anh xử lý ha. Mấy chú cứ bình tĩnh đi, có chuyện gì anh em mình về công ty mình giải quyết sau ha. Anh Cường, con lấy lè với gái á thì lấy lè ở đâu cũng được, né tụi tôi ra giùm cái. Mượn xe anh hứa hôm nay anh trả cho tụi tôi mà bây giờ anh vẫn không trả là sao vậy? Ủa mượn xe là sao? Xe anh bị hư, anh mượn xe của hai chú này. Xe anh ta không hư mà anh ta không có xe để hư. Không chỉ là mượn xe của tụi tôi, anh ta mượn tiền, anh ta còn mượn quần, mượn áo, giả danh chủ tịch, đánh xe vòng vòng Sài Gòn để lừa mấy cô gái như cô đó. Chưa hết, anh ta còn mượn nợ rất là nhiều nơi. Cô mà bá vô á là cô ôm nguyên một cục nợ luôn đó. Em không ngờ lại gặp phải cái thằng xấu ảo như mày đó. Đúng là xui xẻo mà, biến mất khỏi cuộc đời tao nha. Em cái tát hơi bị đau á. Biết mà, anh nói với hai chú là về công ty giải quyết mà. Anh Cường, anh hơn tôi nhiêu tuổi mà anh nào chú nào ở đây hả? Tôi nói anh nghe nè, có tiền á thì sống thì cứ có tiền, không có tiền á thì mình phấn đấu. Đua đòi làm cái gì, mượn nợ làm cái gì? Anh nhìn lại bản thân anh đi, không biết phấn đấu. Bây giờ trong túi anh á có được 100.000 để đổ xăng không mà mượn xe? Chú cứ bình tĩnh, anh biết là anh sai rồi, anh xin lỗi. Xin lỗi là xong hả? Rồi có trả xe trả tiền cho tụi tôi không? Thì anh em mượn nợ nhiều quá giờ không trả nổi. Giờ không có tiền để trả tiền thuê xe đúng không? Ừ. Bây giờ tới lượt tôi mất bình tĩnh nè. Cho nên Phương. Anh ơi, bình tĩnh. Anh. Anh này là khách thuê xe bên mình, nhưng mà 10 ngày nay anh không trả đồng bạc đâu hết. Xe cũng không trả luôn. À, anh thuê xe bên tôi hả? Chú cứ bình tĩnh. Anh biết là anh có lỗi. Biết mà. Anh nói với hai chú là về công ty giải quyết mà. Anh Cường, anh hơn tôi nhiêu tuổi mà anh nào chú nào ở đây? Hả? Tôi nói anh nghe nè, có tiền á thì sống thì cứ có tiền. Anh nói với hai chú là về công ty giải quyết mà. Bây giờ tới lượt tôi mất bình tĩnh nè. Anh hơn tôi nhiêu